phút tức là trong một tám trăm tám mươi giây thì mình phải nói là cái gì trong ba phút đấy vẫn có tiết mục chuyện phiếm Đúng không? vẫn có tiết mục chuyện phiếm Mỗi khi em không biết em mua từ kẹo thầy em mới biết để lấy lại tương tác rồi ông ơi vẫn hết kẹo tu đi nhá à, trong 3 phút đầu tiên vẫn có chuyện phiếm rồi thì bây giờ mình lại tùy biến vào từng ý tưởng một ví dụ ý tưởng liên quan đến hoạt động sống hàng ngày của mình thế các bạn nhớ nhá trong này cái cảnh cận là rất quan trọng cảnh cận là rất quan trọng ví dụ như bạn là gì à là bạn bây giờ là, là nấu nướng hoặc chấm chấm gì đó hoặc là bạn chăm vườn bạn làm vườn hoặc là livestream này của bạn là livestream chuyên gia về sản phẩm bạn hỏi đáp về sản phẩm thì sao à thì phải để trong trong vòng 180 phút này xin lỗi đây là 180 phút tiếp theo đây là 15 giây đầu tiên xin lỗi các bạn nhé 15 giây đầu tiên cộng 60 giây tiếp theo 180 giây tiếp theo. Đó, cảnh cận tức là có thể là cho người ta xem được cái viên đấy, là đã phải cho người ta xem cái viên đấy rồi. Đó tức là phải đi vào được nội dung chính rồi. Đấy. Rồi thế ví dụ bạn nấu ăn gì đấy, là phải cảnh cận để cho người ta thấy rằng là bạn đang cảnh cận để bạn đang rửa cái gì, đấy. một thao tác tiểu tiết gì đó rồi. Còn livestream của bạn là hỏi đáp liên quan đến sản phẩm kiểu như vậy xin lỗi hỏi đáp liên quan đến vấn đề khách hàng tiềm năng đúng không thì 180 giây này là bạn đã vào vào nội dung chính là một câu hỏi một gì đấy rồi đấy, liên quan đến vấn đề nào đấy rồi và nếu bạn có hình minh họa nữa thì bạn dư gần cho người ta đây cái cái họng cho người ta đây tức là ý ở đây là gì ạ là phải có cái thứ để cho người ta xem rồi chia sẻ kiến thức thì tốt nhất là nên có hình ảnh Ví dụ bạn chia sẻ về gan, chia sẻ về thận, chia sẻ về viêm họng, rồi chia sẻ về làn da, kiến thức liên quan đến làn da. Đấy. Ví dụ chia sẻ liên quan đến kiến thức biếng ăn, like kiểu chia sẻ slide này không thầy, Em like bằng cái gì mà chia sẻ slide? Nếu như em có công cụ kiểu như thầy, đấy thì bằng slide được. Và nếu mà chỉ like bằng điện thoại thì tốt nhất nên dùng hình ảnh. Nên là kiến thức chuyên gia thì hãy in những cái hình ảnh liên quan đến cái vấn đề này ra. Thế ví dụ em chia sẻ kiến thức về biếng ăn thì như nào? Chị biếng ăn là như nào? Đời thay vì nói là gì ạ? Có phải con của các mẹ là gì ạ? Là biếng ăn không? Đến bữa nó không ăn không? Thế lên mạng search hình ảnh con biếng ăn. Đầy hình ảnh là con. Đấy. Hoặc là con khóc hoặc là con gì đấy in cái tấm ảnh màu ấy ra có hai nghìn một tờ thôi mình livestream nhiều lần cơ mà đây có vẻ các mẹ đây này đây bức ảnh này là con của mẹ nào con của mẹ nào con em đấy con em ngày xưa như gì nữa đây còn cái bức ảnh đây vừa ăn vừa khóc đây là của ai đấy nó có cái thứ sinh động kiểu như vậy được không Và các bạn liên quan đến vùng kín thì sao vùng kín của phụ nữ thì cũng có thể chọn những hình ảnh được những hình ảnh mang tính hình vẽ mang tính hình vẽ nét vẽ và thậm chí nếu như bạn có được cái mô hình nữa thì quá tuyệt mô hình gan mô hình thận đúng không mô hình mạch máu mô hình vùng kín mô hình chấm chấm Đấy Phải hút người ta bằng cảnh cận kiểu như vậy Cứ sớt các bộ phận mà 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 gặp vấn đề mà sản phẩm của mình có thể giải quyết ấy. Là gì dạ dày nào, họng này, bổ não đúng không? Nó sáng mắt nào gì đó thì nó đều có dạng mô hình tức là dạng nó 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 là dạng vật chất ấy. Đấy, cầm nắm được đấy thế cơ mà đó như là trong 180 giây này tiếp theo này tức là trong như này tức là gì ạ à? 15 giây 60 giây 180 giây tức là gì ạ à? trong từ phút thứ 4 trở đi là mình đã bắt đầu đã phải vào cái vào phần chính rồi đúng không nhỉ qua loa chuyện phím kết luận à gì ạ chuyện phiếm sau nó kết nối luôn là ok đây các bạn ơi này nhìn cái này là các bạn biết là tình trạng viêm mọng là như nào rồi đúng không ạ đấy rồi thế ví dụ như là dạng ý tưởng là ý tưởng liên quan đến đến gì là, đến mini game thì sao livestream dạng livestream mini game thì cảnh cận ở đây nghĩa là gì ạ rồi cảnh cận ở đây là gì ạ mình sâu cho người ta xem món quà này là gì món quà này là gì đấy hoặc thậm chí là gì ạ bức ảnh để mọi người đoán đây là gì sâu vào các bạn cứ tưởng tượng là gì ạ mình ngồi nói như này chưa phải là cảnh cận mà cảnh cận là mình à? muốn người ta chú ý vào một cái gì đó khác khuôn mặt của mình chú ý vào cái thao tác tay này của mình và là tay mình cầm mình đưa gần đến nó đấy gọi là cảnh cận bên trong 180 trăm nhớ nhá đây là nội dung chính rồi đây là nội dung chính rồi và trong nội dung chính này thì sao ạ à? mình kết nối phần chuyển phím ra đến, đến cái nội dung chính và trong nội dung chính này nó là cái gì thì phải tìm cách nhớ cái gì cảnh cận cảnh cận thì bây giờ cho cái gì nó gần với camera được nào phải cho cái gì nó gần hơn camera còn nếu mình cứ ngồi nói tay bo này là cái gì đừng có tay bo livestream bây giờ đừng có tay bo livestream bây giờ kiểu riêng phải có cái gì nó cầm tay hoặc là sản phẩm thì đừng chỉ cầm sản phẩm vậy mà cầm một lõi của sản phẩm đưa vào, đưa vào đưa gần cho người ta nhìn Như bảo là dạ thế ơi thì bây giờ ví dụ vấn đề của em là nuôi dạy con đi chủ đề của em em chia sẻ kiến thức về nuôi dạy con nó rất nhiều cái chủ đề đấy em biết rơi cảnh cận cái gì in luôn cái tài liệu là 101 câu hỏi đáp về nuôi dạy con ra không mình dơ luôn đây chị em ơi Cẩm nang 101 câu hỏi về nuôi dạy con đi ạ Đó Đó Đấy dơ cảnh cận đấy cho người ta nhìn đấy Đó, Bắt đầu mình nói lên gì ạ à, Về từng câu hỏi một ưu tiên các câu hỏi của các chị em đang có mặt ở đây nhá Đấy thì em trả lời cả câu ở đây và cả câu mà em đã sưu tập ở trong này rồi Ok cái câu hỏi số 1 cũng là cái vấn đề của nhiều chị em này là như này Nhìn vào mình đọc mình trả lời thôi rồi thì đã gì ạ à? đây là đã bắt đầu vào nội dung chính rồi đúng không nhỉ